muốn biết mà tại sao mà tiểu thừa với đại thừa mà chia làm hai phái không? Bởi vì trước khi mà Đức Phật lên trời đó thì đạo Phật nó chia làm hai phái, một phái gọi là thượng tọa bộ, một phái gọi là đại chứng bộ. Đại chứng bộ là những cái người tuổi trẻ tu sĩ và tuổi trẻ, còn thượng tọa bộ là những người tu sĩ già, họ già, cho nên Đức Phật dạy cái gì đó họ giữ cái đấy, họ không có dám thêm bớt. Bởi vì người già họ hay thủ cụ, họ hay giữ lắm, còn cái người trẻ thì hăng hái lắm. Cho nên đọc kinh sách Phật dạy cái mấy ông nghĩ tưởng là cái này viết ra viết thôi tùm lum, nghĩ ra nghĩ dài ra đủ lại. Đức Phật nói Đức Phật bảo ngăn ác diệt ác, Đức Phật dạy hơi thở, biết hơi thở ra vô, thì mấy ông dạy nhiếp tâm ức chế tâm, mấy ông nghĩ tưởng ra mà. Cho nên kinh sách đại thừa nó phát triển là do tuổi trẻ phát triển, do đó khi mà nó phát triển ra nó có thành như vậy thì nó khác, nó không giống với cái kinh sách viên thủy. Cho nên cái thượng tọa bộ thì ôm bộ sách nguyên thủy tôi đi phương Nam tôi chơi chung với ông được. Cho nên mấy cái ông mà tuổi trẻ này đó, cũng trong cái giáo đoàn nó chia làm hai rồi, hai bộ phái, nó mới ôm đi cái bộ sách mà phát triển này gọi là đại kinh sách đại thừa đó, nó mới đi về cái phương Bắc, nó mới truyền qua Trung Hoa Việt Nam của mình, truyền qua phương Bắc, nó truyền qua phương Nam. Còn cái Nam cái kinh sách nguyên thủy thì nó đi qua phương Nam, nó truyền qua Miến Điện, qua Thái Lan, qua Campuchia, nó truyền qua đó. Cho nên mình thấy các sư bây giờ, các sư thường thường, các sư mà ăn thịt ăn chúng sanh rồi đó, ăn thịt chúng sanh, đó là cái tọa bộ. Còn cái đại chúng bộ là những người đi sang qua truyền qua Việt Nam mình gọi là đại thừa. Cho nên cái khi mà truyền chia ra như vậy đó thì cái những cái tư tưởng mà nó phát triển ra đó, nó thấy nó hơn thật, nó hơn cái kinh sách nguyên thủy, cho nên nó tự xưng là đại thừa. Bởi vì tiểu thừa thì nó nghĩ rằng cái xe nhỏ, mà đại thừa cái xe lớn. Mấy ông tu, mấy ông cứ lo, mấy ông tu cho chính đạo, mấy ông không có lợi độ chúng sanh. Còn tụi tôi vừa tu mà vừa độ, còn mấy ông tu rồi mấy ông chính thì mấy ông không độ bao nhiêu đâu. Cho nên do đó mới có gọi là đại thừa, tiểu thừa. Tiểu thừa có nghĩa là cái xe nhỏ, mà đại thừa có nghĩa là cái xe lớn, vừa tu vừa độ. Cho nên bên đại thừa nó xuất hiện ra là Bồ Tát Hạnh, rồi có Bồ Tát Giới. Để mấy con mà thọ Bồ Tát Giới là mấy con phải cúng dường, phải lo chùa hư sập, để mấy con phải hợp sức nhau để mà xây dựng, gọi là thọ Bồ Tát Giới. Còn cái bên tiểu thừa thì nó không có Bồ Tát Giới, cho nên nó mới Bồ Tát Hạnh, cái hạnh để mà làm. Cho nên vừa tu mà vừa độ người. Nhưng mà bên nguyên thủy, bên gốc mà Nam Tông đó, thì Đức Phật dạy khi tu xong á, mình mới có kinh nghiệm mình dạy người. Mình tu chưa xong mình dạy người như người mù mà dẫn một bầy mù đi, cho nên nó sai lệch mất đi. Do đó từ kinh điển phát triển nó đưa ra, nó đến cái phong tục tập quán nào đó, nó lấy những cái phong tục đó nó biến thành cái giáo pháp của Phật. Như thí dụ như cúng bái mê tín, cầu siêu, cầu an, coi ngày giờ tốt xấu. Mà bây giờ trong chùa mấy con thấy đại thừa hầu hết là cái điều kiện đó. Mà thậm chí như là sinh xăm bói quẻ được cũng ở trong chùa bây giờ có. Là tại vì nó tiếp thu, nó đi đến đâu nó tiếp thu, nó tiếp thu để cho nó thu hút được những cái dân tộc ở tại cái địa phương đó. Người ta mê tín cái gì đó nó tiếp thu vô hết, nó làm cho Phật giáo nó trở thành cái tôn giáo mê tín, trở thành cái tôn giáo thần quyền. Nó coi như là từ cái chỗ mà đó, nó vì cái chỗ đó mà nó làm mất cái nền đạo đức của Phật giáo. Còn ở bên Nam Tông á thì họ cũng kiến giải, chứ không phải các thượng tọa bộ này ôm cái này nó nguyên như vậy. Nhưng mà sau đó thì có một số người họ tu chưa có chứng, cho nên họ nói nhiều cái điều sai lắm. Kinh sách nguyên thủy, những cái lời của Phật dạy thì nó còn đó, nhưng họ thêm thắt. Họ thậm chí như họ muốn ăn thịt chúng sanh họ thêm như thế nào đó, không? Họ nói Đức Phật còn ăn thịt heo rừng. Có con nhớ lúc mà Đức Phật sắp chết rồi đó, thì trong kinh nó có gặn một cái đoạn Đức Phật thọ dụng thịt heo rừng rồi Đức Phật mới chết đó. Nói Đức Phật còn ăn thịt thì tôi cũng ăn thịt được chứ gì, miễn mà ăn không thấy không nghe không nghi mà thôi. Nghĩa là người không thấy người ta giết con vật đó để cúng dường cho tôi, tôi cứ ăn, ai mạnh ở đâu cứ đem tôi ăn thôi, tôi không nghi đó là thịt cho nên tôi ăn thôi, tôi không có nghe tiếng kêu của con vật đó do giết cho chúng tôi ăn thì chúng tôi ăn. Cho nên bên Nam Tông mới còn thấy nó ăn thịt chúng sanh ghê gớm lắm, nó thiếu cái tâm từ bi. Nhưng mà trong kinh nguyên thủy Đức Phật dạy như thế nào nó không biết. Đức Phật dạy một người tu sĩ ăn mà thấy thịt chúng sanh thì nhất định là không ăn, thế giới luật của Phật như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấy cái đại thừa các con thấy nó sai rất nhiều, nó dạy chúng ta mê tín cúng bái cầu siêu của ăn. Mà trong khi Đức Phật bảo mình tự thắp đuốc lên đi, các con thấy có đúng không? Hai cái mâu thuẫn, sai rất sai. Mà hầu hết là Phật tử chúng ta đến thắp hương, đến chùa cũng cúng bái tụng niệm, hoàn toàn tưởng như vậy là chúng ta tu hành, tưởng là như vậy theo tôn giáo ra. Tôn giáo như vậy là theo Bà La Môn rồi. Cho nên vì vậy mà cái ảnh hưởng mà của các
các thầy mà chia ra, các sư mà chia ra trên cái nhóm mà đại chúng bộ, họ ảnh hưởng đại thừa, họ ảnh hưởng cái Bà La Môn, họ ghi chép những cái tư tưởng của Bà La Môn trong kinh sách đại thừa. Toàn bộ kinh sách đại thừa đều là kinh sách của Bà La Môn.